Tòa thượng thẩm ở thủ đô Islamabad của Pakistan hôm thứ hai đưa ra phán quyết theo đó cấm mừng ngày lễ tình yêu Valentine Day trên toàn quốc và có hiệu lực tức thời. Bản tin của CNN cho hay lệnh cấm không cho quảng cáo trên các phương tiện truyền thông điện tử hay in ấn, cấm bán các sản phẩm liên quan đến ngày lễ này cũng như cấm không cho chào mừng ở bất cứ nơi công cộng hay tòa nhà chính phủ nào. Tòa cũng yêu cầu cơ quan kiểm duyệt truyền thông điện tử Pakistan phải theo dõi các trang web và cung cấp các tin tức nào cho thấy lệnh cấm bị vi phạm. Phán quyết nói trên được đưa ra sau khi có một người đưa đơn kiện nói rằng việc quảng cáo ngày Valentine Day đi ngược lại với giáo điều Hồi giáo và phải bị cấm ngay lập tức. Ở Pakistan thì ngày lễ tình yêu bị coi là phi đạo đức và bắt chước văn hóa Âu Tây. Tổng thống Pakistan hồi tháng 2 năm 2016 đã đưa ra phát biểu kêu gọi dân chúng Pakistan đừng đón mừng ngày này vì đây không phải là truyền thống hồi giáo mà là của Tây phương.